Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đang đến với chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay Chủ nhật ngày 12 tháng 9 và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương làm việc tại Văn Lâm về thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và quy định số 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Đảm bảo chất lượng dạy và học trực tuyến tại trường tiểu học và trung học cơ sở Mai Động. Linh hoạt trong đào tạo nghề, đảm bảo phòng chống dịch COVID-19. Nguy cơ đuối nước do ao hồ không có rào chắn tại huyện Ân Thi. Thưa quý vị và các bạn, đoàn kiểm tra của Ban Bí thư Trung ương do đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lâm về thực hiện nghị quyết số 04 khóa 12 tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng và quy định số 08 của Ban Chấp hành Trung ương quy định trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Cùng dự có đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Hàng năm, 100% cán bộ đảng viên ở Văn Lâm cam kết giữ gìn phẩm chất đạo đức lối sống, không có biểu hiện suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, để rèn luyện phấn đấu và làm cơ sở kiểm điểm đánh giá xếp loại cuối năm. Từ năm 2019 đến tháng 6 năm 2021, cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã kiểm tra giám sát được 140 lượt đảng viên, kịp thời chỉ ra những ưu điểm để phát huy, nêu những hạn chế, khuyết điểm để kịp thời sửa chữa khắc phục, tránh mắc phải 27 biểu hiện suy thoái. Kết luận hội nghị, đồng chí Phan Xuân Thủy đánh giá cao những kết quả Ban Thường vụ Huyện ủy Văn Lâm đã đạt được, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ cần thực hiện trong thời gian tới. Đó là tiếp tục thực hiện tốt việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và quy định số 08, tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đảm bảo về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, phong cách và đảm bảo về yêu cầu công việc có tính kế thừa. Quyết tâm hơn nữa trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực, có cơ chế quản lý tốt cán bộ từ cấp cơ sở. Vừa qua, Đảng ủy phường Lê Lợi, thành phố Hưng Yên tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9. Sự buổi lễ có đồng chí Phạm Huy Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên. Phường Lê Lợi có 18 đảng viên được trao huy hiệu Đảng trong đợt này. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Bí thư Thành ủy khẳng định việc trao hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với sự phấn đấu và những đóng góp của các đảng viên trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc, đồng thời mong muốn các đảng viên tiếp tục phát huy tinh thần cách mạng, nêu cao tính tiên phong gương mẫu, tiếp tục đóng góp cho chi bộ, đảng bộ phường cùng cấp ủy và chính quyền địa phương xây dựng chi bộ, đảng bộ thật sự trong sạch vững mạnh, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo. Huyện ủy Ân Thi vừa tổ chức hội thi báo cáo viên giỏi năm 2021. Hội thi có 20 thí sinh tham gia. Hội thi tập trung vào các nội dung chính của nghị quyết đại hội lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Các thí sinh đã chuẩn bị đề cương thuyết trình và thuyết trình với bố cục rõ ràng khoa học, thể hiện sự kết hợp chặt chẽ giữa lý luận với thực tiễn, có tính thời sự và liên hệ sát với thực tiễn địa phương, đơn vị công tác, dẫn chứng minh họa phù hợp, làm phong phú bài thuyết trình. Hội thi là dịp để các báo cáo viên giao lưu học hỏi kinh nghiệm, nâng cao trình độ năng lực kỹ năng thuyết trình, thúc đẩy việc đổi mới phương thức tuyên truyền miệng, bồi dưỡng đội ngũ báo cáo viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, giỏi chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Năm học mới bắt đầu với những khó khăn khi tiếp tục phải tổ chức dạy và học trực tuyến. Thầy và trò tại các trường học đã có nhiều cách làm linh hoạt sáng tạo để mỗi giờ học luôn đạt hiệu quả cao. Tại trường tiểu học và trung học cơ sở Mai Động, trong tuần học đầu tiên, nề nếp khí thế học tập đã được hình thành và chất lượng dạy và học trong các giờ học luôn được đảm bảo. Năm học này, các em học sinh mới bước vào lớp 1 là khối học duy nhất được học trực tiếp trên lớp kết hợp với trực tuyến. Xác định công việc sẽ nhiều hơn, vất vả hơn nên cô giáo Trần Thị Thuân, giáo viên chủ nhiệm lớp 1B đã chủ động kết nối và hỗ trợ phụ huynh từ những ngày hè. Tranh thủ thời gian vàng khi các em đến trường, cô Thuân hướng dẫn các em học sinh về nề nếp tư thế để khi đến các giờ học trực tuyến thì trạng thái học tập nghiêm túc và hiệu quả như vậy vẫn được duy trì. Đó là thao tác bấm bật, tắt mic âm và cái giữ gìn trật tự trong lớp học. Chúng tôi làm trước được những cái buổi học thử trên Zoom thì các em đã vào lề lớp ngay và học được ngay. Đối với nhiều phụ huynh, nhất là các gia đình có con em còn ở bậc tiểu học thì việc đồng hành cùng con học trực tuyến vốn không phải việc dễ dàng. Bởi các yếu tố về quỹ thời gian, thiết bị học tập
hay hướng dẫn con trong sử dụng các thao tác khi học. Tuy nhiên, khắc phục những khó khăn thì việc học tập của các con vẫn được đặt lên hàng đầu. Gia đình chúng tôi là chúng tôi cũng đã bố trí thời gian thu xếp công việc để hỗ trợ các cháu, hướng dẫn cả ông bà rồi các anh chị ở trong gia đình khi mà bố mẹ có việc bận. Trường tiểu học và trung học cơ sở Mai Động, năm học này có gần 600 em học sinh với 21 lớp học. Trong đó có 5 lớp học ở khối tiểu học, 5 tại điểm trường thôn Vân Nghệ. Để đảm bảo chất lượng dạy và học trong điều kiện đặc thù, nhà trường đã chủ động nâng cấp hệ thống đường truyền. Thay vì sử dụng Wi-Fi thì dây mạng LAN được kết nối đến từng lớp học. Trường cũng trích kinh phí để mua các tài khoản Zoom chất lượng cao, ổn định lớp học và hạn chế tối đa việc giáo viên và học sinh bị đẩy ra khỏi giờ học trực tuyến. Sự tương tác giữa giáo viên và học sinh sau giờ học phát huy tối đa thông qua các ứng dụng mạng xã hội. Em cũng đã quen với năm thứ 2 học trực tuyến. Sau những giờ học các thầy cô dạy trực tuyến thì em sẽ lên mạng và tìm những bài tập để làm thêm, làm trong sách bài tập. Có khó khăn gì thì em sẽ hỏi thầy cô trong những nhóm Zalo để kiến thức của em được đảm bảo ạ. Sau một cái thời gian là một tuần thì cái nề nếp dạy và học trực tuyến đã đi vào ổn định và chất lượng tương đối tốt, đảm bảo những cái kiến thức cốt lõi được quy định của Bộ Giáo dục. Sự nỗ lực của cả gia đình nhà trường và ý thức học tập của chính các em học sinh tại trường tiểu học và trung học cơ sở Mai Động hứa hẹn sẽ mang lại một năm học mới với nhiều trải nghiệm và đạt kết quả cao trong dạy và học dù chịu nhiều tác động tiêu cực từ dịch bệnh COVID-19. Liên quan đến vụ một học sinh tại Hà Nội tử vong trong khi học trực tuyến, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo sớm ban hành hướng dẫn học trực tuyến tại nhà. Em học sinh gặp nạn đang theo học tại trường tiểu học Thái Thịnh thuộc quận Đống Đa. Nguyên nhân ban đầu là do em dùng kéo chọc vào ổ cắm điện nên bị điện giật dẫn tới tử vong. Sau sự việc rất buồn và đáng tiếc này, đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết các đơn vị chức năng đang khẩn trương ban hành các văn bản hướng dẫn học trực tuyến an toàn tại nhà. Mong các phụ huynh, thầy cô giáo cùng lưu ý triển khai. Tại Hưng Yên, Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các phòng giáo dục huyện, thành phố, thị xã nhắc nhở các nhà trường, các thầy cô và phụ huynh lưu ý dạy cho học sinh một số kỹ năng cơ bản trong quá trình sử dụng các thiết bị học tập, đảm bảo an toàn, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc. Do đặc thù của giáo dục nghề nghiệp là học lý thuyết tại trường kết hợp với thực hành tại doanh nghiệp. Tuy nhiên do yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19 nên từ năm 2020 đến nay, việc tổ chức đào tạo nghề cũng gặp nhiều khó khăn. Nhằm khắc phục vấn đề này, nhiều cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động thích ứng và tăng cường liên kết với doanh nghiệp nhằm đạt hiệu quả cao trong đào tạo cũng như đảm bảo phòng chống dịch. Đã hơn một tuần nay, hơn 40 học sinh khoa may và thiết kế thời trang của trường Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Tô Hiệu thực hành tại công ty may này theo phương án 3 cùng. Trước khi đến công ty, các em đều đã được xét nghiệm COVID-19 cho kết quả âm tính. Việc ăn ở, học tập, thực hành đều được nhà trường liên kết phối hợp với công ty bố trí riêng tại một khu vực nhà tập thể, nhà xưởng để đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch. Việc nhà trường phối hợp với doanh nghiệp để đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo cái thời gian đầu ra cho học sinh nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn trong phòng chống dịch. Và việc mà để cho học sinh ăn tại chỗ, ở tại chỗ và thực hành tại chỗ, đây cũng là một cái hướng để đáp ứng được cái đầu ra nó đúng thời hạn cho các em cái kiến thức và cái năng lực về thực hành, đáp ứng được cái nhu cầu khi các em ra trường. Hiện nay toàn tỉnh có 11 trường cao đẳng, 6 trường trung cấp đào tạo, trên 60 ngành nghề cho gần 50.000 người một năm. Để việc tổ chức đào tạo nghề trong bối cảnh dịch COVID-19 không bị gián đoạn, các nhà trường đã có nhiều đổi mới, linh hoạt trong đào tạo như tổ chức tuyển sinh và dạy trực tuyến, sắp xếp cho sinh viên thực hành theo nhóm nhỏ, phối hợp với các cơ sở liên kết đào tạo doanh nghiệp đưa sinh viên đến thực hành, từng bước chuyển từ đào tạo theo kế hoạch sang đào tạo theo nhu cầu, theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp, khắc phục được điểm yếu và thiếu về kỹ năng thực hành của sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường. Hiện nay, tổ chức hội đồng trường của nhà trường có lãnh đạo của doanh nghiệp tham gia với tư cách là thành viên, tham gia vào tất cả các khâu trong quá trình đào tạo, từ việc tuyển sinh đầu vào đến tổ chức đào tạo. Chính vì vậy mà chất lượng đào tạo đã từng bước được nâng lên. Chúng tôi liên kết với các trường để thực hiện cái nhiệm vụ đào tạo nghề cũng là trách nhiệm đối với xã hội, tạo ra được những cái nguồn nhân lực tốt cho xã hội.
và sau đó là chúng tôi cũng sẽ nhận được những cái nguồn nhân lực tốt để phát triển công ty. Năm 2021, Nguyên đặt mục tiêu đào tạo nghề cho 50.000 người. Tuy nhiên, đây là mục tiêu không dễ thực hiện do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Hiện Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các nhà trường xây dựng các phương án trong trường hợp dịch kéo dài. Các đơn vị liên quan cố gắng phát huy nội lực để hoàn thành tối thiểu trên 90% chỉ tiêu đào tạo nghề. Trước mắt, các cơ sở đào tạo vẫn cần gắn kết chặt chẽ hơn nữa với chính quyền địa phương, doanh nghiệp nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra cho người học và đảm bảo cung ứng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp trong tỉnh. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Hưng Yên vừa ghi nhận ca dương tính thứ 251 là trường hợp F1 đã được cách ly tập trung tại huyện Kim Động. Ca dương tính mới ghi nhận là nữ, sinh năm 1973, có địa chỉ ở thôn Động Xá, thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, là F1 của bệnh nhân 589.967 ở xã Chính Nghĩa, ghi nhận ngày 11 tháng 9, được cách ly từ ngày 30 tháng 8. Trong khu cách ly tập trung tại cơ sở cách ly của huyện Kim Động và luôn ở trong phòng đeo khẩu trang, giữ khoảng cách khi đi sinh hoạt cá nhân. Đây là ca dương tính thứ 10 của huyện Kim Động và là ca thứ 251 của tỉnh Hưng Yên từ ngày 21 tháng 6 đến nay. Hiện toàn tỉnh còn 15 bệnh nhân COVID-19 đang phải điều trị, còn trên 6.600 người phải cách ly y tế. Có một khu vực đang phải phong tỏa là thôn Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ. Duy trì hoạt động 13 chốt kiểm soát cấp tỉnh, 139 chốt cấp huyện, xã. Trong đợt dịch thứ tư đã xét nghiệm được gần 77.000 mẫu. Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức thăm trao quà cho đoàn viên công nhân lao động tiêu biểu, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19 tại huyện Yên Mỹ. Đoàn đã đến thăm hỏi trao tặng 350 xuất quà với tổng trị giá gần 300 triệu đồng cho cán bộ, công nhân, người lao động là đối tượng F0, F1, F2 đã hết thời gian cách ly tại công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Tân Á Đại Thành, Hưng Yên. Thăm tặng quà công nhân lao động tiêu biểu, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, khen thưởng cho công nhân lao động có thành tích trong phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo tại công ty trách nhiệm hữu hạn liên doanh chế tạo xe máy Lifan Việt Nam, công ty cổ phần thực phẩm Đức Việt, công ty cổ phần Mary Fiber. Thưa quý vị và các bạn, nhằm chia sẻ khó khăn với những khu dân cư đang bị phong tỏa do dịch bệnh COVID-19, các ngành đoàn thể địa phương và nhân dân trong toàn tỉnh đã có nhiều việc làm sáng tạo và cách làm hay của Hội Phụ Nữ Thị trấn Văn Giang là một ví dụ. Ngày 5 tháng 8 năm 2021, thôn Công Luận 2, thị trấn Văn Giang, huyện Văn Giang có 3 trường hợp F0. Ngay lập tức, toàn thôn đã phải thực hiện phong tỏa. Vào thời điểm ấy, nhiều diện tích cây rau màu, cây ăn quả đã đến kỳ thu hoạch, khiến người dân vô cùng lo lắng. Trước tình hình trên, Hội Phụ Nữ Thị trấn Văn Giang đã kêu gọi cán bộ hội viên trong toàn thị trấn chung tay giúp đỡ các gia đình thu hoạch rau màu và cây ăn quả. Ban đầu, tổ tình nguyện thành lập chỉ có 10 chị em. Ít ngày sau, đã có 50 chị em tham gia. Hàng ngày tiếp nhận thông tin từ khu cách ly chuyển ra, căn cứ vào đề nghị của các gia đình trong khu cách ly, tổ tự nguyện phân công lực lượng lao động phù hợp đến để giúp từng gia đình. Em chúng tôi là ở phố và ở thôn Nam Nhiễm, khu vực 1. Tôi là đi chảy ổi, chảy nhãn, chảy cà, để giúp cho chị em ở dưới thôn Công Luận 2. Chảy xong rồi chúng tôi cũng lại cân hết cho chị em, rồi nhà nào thì tích kê của nhà đấy. Cùng với việc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch nông sản, các chị em trong tổ trợ giúp còn chủ động tích cực kết nối cung cầu tiêu thụ sản phẩm cho bà con thông qua các trang mạng xã hội, kêu gọi mọi người mua nông sản ủng hộ người dân trong vùng dịch. Bình thường như trên thị trường chúng em chỉ cân với giá 5 hoặc là 6.000 là ổi đẹp thôi. Còn nhưng đây là do tình hình dịch bệnh của bà con ở trong khu phong tỏa là bọn em mua với giá cao hơn thị trường là 7.000. Toàn bộ là ổi của khu công luận 2 này là chị em chúng tôi là thu mua hết ạ. Hội phụ nữ chúng tôi đã thu hoạch được gần 2 tấn ổi, 5 tạ nhãn và một số rau như cà pháo, rồi rau dưa, đỗ giúp bà con nhân dân thôn Công Luận 2. Và chúng tôi cũng tiêu thụ luôn số sản phẩm đấy. Hình ảnh những người phụ nữ thị trấn Văn Giang tự nguyện xuống đồng thu hoạch nông sản, hoa màu, giúp đỡ các gia đình trong khu cách ly, phong tỏa, không chỉ thể hiện
trách nhiệm tổ chức hội và mỗi chị em hội viên trước cộng đồng. Thông qua đó còn nhân lên tinh thần tương thân tương ái, kêu gọi mọi người tiếp tục chung sức đồng lòng giúp nhau vượt qua đại dịch. Thưa quý vị và các bạn, để giúp các tỉnh phòng chống dịch, ngoài hỗ trợ về kinh phí, trang thiết bị, đến nay Hưng Yên đã cử 4 đoàn cán bộ y bác sĩ tình nguyện với trên 500 người tham gia. Trong đó có đoàn vào trực tiếp điều trị cho bệnh nhân F0 tại bệnh viện dã chiến. Đó là đoàn y bác sĩ 30 người đã tình nguyện lên đường cùng Đồng Nai chống dịch hơn một tháng trước. Hưởng ứng lời kêu gọi của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Bệnh viện về công tác tình nguyện tham gia phòng chống dịch hỗ trợ các tỉnh miền Nam, tôi mong muốn đem sức trẻ, lòng nhiệt huyết tham gia cùng hỗ trợ cán bộ, nhân viên y tế trên cả nước tham gia chống dịch. Đó là nội dung trong lá đơn tình nguyện của điều dưỡng Bùi Quý Dương, cán bộ Bệnh viện Đa khoa Hưng Hà. Mới chỉ 31 tuổi và hoàn cảnh có bố mẹ già cùng cô con gái vừa tròn 7 tháng tuổi. Nhưng anh đã cố gắng sắp xếp công việc gia đình để xung phong lên đường cùng đồng nghiệp chống dịch. Với quyết tâm là cả nước đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh, tôi đã sẵn sàng lên đường tham gia chống dịch tại miền Nam. Ngày 9 tháng 8 vừa qua, 30 y bác sĩ của tỉnh Hưng Yên đã xuất quân vào Đồng Nai phòng chống dịch và trực tiếp làm việc tại Bệnh viện Long Thành. Bệnh viện Long Thành với quy mô 250 giường bệnh, hiện tại bệnh viện đang thu dung 80 bệnh nhân COVID-19, trong đó có trên 70 bệnh nhân là ca nặng. Cán bộ y tế Hưng Yên đã chia làm 3 ca, 4 kíp để làm việc liên tục 24/24 giờ mỗi ngày. Các bác sĩ điều dưỡng tham gia vào tất cả quy trình điều trị bệnh nhân, từ công tác điều hành, tiếp nhận cho đến chăm sóc, cấp cứu người bệnh. Việc ăn ở của các cán bộ y tế được bố trí ngay trong bệnh viện. Trong điều kiện mặc phòng hộ để làm việc vô cùng nóng bức, tất cả anh em y bác sĩ sau ca làm việc ra thì đều ướt sũng và mất nước rất là nhiều. Chúng tôi cũng xác định rằng không phải chỉ có mỗi chúng tôi, tất cả mọi người đang cùng chung tay thì chúng tôi rất tự tin vào làm việc. Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, các y bác sĩ Hưng Yên đã vượt lên hoàn cảnh riêng tư, vượt qua khoảng cách địa lý xa xôi, góp sức mình cùng cả nước hỗ trợ các tỉnh phía Nam phòng chống dịch bệnh. Với sự quyết tâm đó, chắc rằng dịch bệnh COVID-19 sẽ sớm được đẩy lùi. Thưa quý vị và các bạn, một số đường phố trên địa bàn phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào thường xuyên xảy ra tình trạng ngập sâu kéo dài mỗi khi có mưa. Và điều đáng nói là tình trạng này đã tồn tại từ lâu nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý. Điển hình như đoạn đầu đường Vũ Văn Cẩn, điểm đầu ngã tư Bao Bì, đoạn trước cửa chợ Bao Bì trên đường Nguyễn Bình Khiêm. Người dân cho biết những đoạn này luôn trong tình trạng chưa mưa đã ngập và thời gian ngập thường là kéo dài. Theo Phòng Quản lý Đô thị, thị xã Mỹ Hào cho biết, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tình trạng này là do tốc độ đô thị hóa nhanh nhưng không đồng bộ, dẫn đến hệ thống tiêu thoát nước ở một số vị trí bị tê liệt. Trước đây, các điểm này được đấu nối với hệ thống tiêu thoát nước nông nghiệp và công bẩn Vũ Xá, nhưng nay do các dự án như đô thị Hòa Phát, Phú Sa, Lạc Hồng Phúc đang trong thời gian triển khai xây dựng đã san lấp chặn, thậm chí phá bỏ hệ thống mương máng nông nghiệp, dẫn đến việc tiêu thoát chưa khớp nối được với nhau. Tuy đã có một số vụ đuối nước xảy ra trong mùa hè vừa qua, song hiện nay nhiều ao hồ tại huyện Ân Thi không có hệ thống rào chắn, biển báo, biển cấm để phòng nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước. Nhất là trong thời điểm này, các em học sinh chủ yếu là học và sinh hoạt ở nhà. Tại các xã Hạ Lễ, Tiền Phong có khá nhiều ao hồ không có rào chắn, biển cảnh báo nguy hiểm. Đây cũng là hai địa phương xảy ra hai trường hợp tai nạn đuối nước ở trẻ từ đầu năm đến nay. Tại huyện Ân Thi, sau những trận mưa, nước lên cao, nếu người và phương tiện đi qua đây không quan sát kỹ, đặc biệt trẻ em chơi ở gần, không có người lớn theo dõi, giám sát, thì tiềm ẩn nỗi lo về tai nạn đuối nước có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Trước thực trạng trên, cấp ủy chính quyền đoàn thể mỗi địa phương tại huyện Ân Thi cần sớm bố trí nguồn kinh phí, triển khai phương án rào chắn hợp lý để hạn chế tai nạn đuối nước, nhất là khi trẻ mầm non tạm dừng đến trường do ảnh hưởng của dịch COVID-19.